bàn ghế Âu Á Kim Tiền, một trong những mẫu bàn ghế cao cấp nhất trong phân khúc bàn ghế Âu Á, với thiết kế là phần trương ghế là liền khối, khác với cả những mẫu ghế thông thường là cái phần trương này là chia thành từng đoạn nhỏ, thì Âu Á Kim Tiền là làm một cái trương dài liền khối đấy nhá, để anh chị em có tham khảo. Và phần vách tựa lưng thì cũng đục chạm giống như mẫu ghế thông thường, đều là đục và tích tứ quý hoặc là để vách trơn. Nhưng mẫu Âu Á Kim Tiền mà để vách trơn thì nhìn nó không phù hợp lắm, bởi vì cái phần trương này đục chạm rất là cẩn thận nha anh chị em, thấy cái phần trương này đục hầm hố này mà làm vách trơn thì nó không phù hợp lắm, nên phạm gia sẽ đều là đục, cái vách này đều là đục tích tứ quý nó sẽ phù hợp hơn. Bàn ghế Âu Á Kim Tiền thường được làm trên chất liệu là gỗ hương đá, một trong những loại gỗ đẹp nhất trên thị trường hiện nay, với mức giá là phù hợp với phần đông người tiêu dùng, giá rất bình dân và vân gỗ lại đẹp. Đấy. Đây anh chị em có thể thấy là cái vân gỗ tự nhiên rất là đẹp nhá. Đó. Bộ ghế thì bao gồm hai ghế đơn, một bàn hai đôn và một ghế dài. Đấy. Và đây là chiếc ghế đơn này, anh chị em thấy cái phần trương ghế này là làm liền khối này. Đấy. Liền khối nó khác với cả các cái mẫu ghế thông thường thì là cái trương nó một đoạn ngắn hơn thôi. Đấy. Đây là bộ Âu Á Kim Tiền nha các bác, te là te đặc nguyên khối. Đấy, anh chị em cùng tham khảo. Đấy. Te đặc nguyên khối, te 12, chân 12. À, bộ này thì không làm chân 10 nhé, các bác lưu ý là không làm chân 10. Gỗ hương đá trọn vân rất là đẹp. Đấy. Đẹp đấy. Bàn cũng đục chạm rất cẩn thận, với mẫu bàn này là đục thuận buồm xuôi gió này các bác ơi, thuận buồm xuôi gió này. Và nếu bác nào mà quan tâm thì hãy để lại số điện thoại trong phần bình luận, bên em phạm ra sẽ tư vấn chi tiết hơn.